thấy không? Tắm dây câu mạnh nè. Dạ con xin mến chào ông bà cô chú các anh chị đang xem cơm nhỏ miền Tây. Chào cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cho con anh em đi bắt ếch cả nhà ơi. Tìm chính là mình đi bắt ếch, phụ là mình bắt con gì ăn con nấy. Con nào ăn được mình bắt, con nào ăn không được mình bắt, mà cả nhà cùng đi. Đây. Đây. Thấy cha hay không? Hay cha. Hả? Hay. Giờ mình biết rồi. Bự luôn á, hang bành kia mà. Đâu có nhỏ được. Đó. Thấy không? To. Sáng giờ cả nhà ơi. Giờ nặng dữ lắm rồi đó. Rất đầy hết. Ơi, giờ chặt cái mít hên quá. Rồi chặt đi. Nốt lử rồi. Đau rồi không? Rồi nhà mít. Tôi bầm mắt. Nếu thì con đi bắt ếch chưa giờ nữa nha. Ngày này cũng 1 giờ mấy rồi. Mình chà bá này cái nhà. Đổ vô lưới cho nó chắc ăn chơi. Mày câu dở quá. Còn nhẹ thật. Đừng đánh dũ lên coi đi. Hay quá nhau. Em nữa cái nhà đây. Trời.
con hay quá, phải có thưởng anh con. Cái phố rồi tí. Sáng nay mấy cho con bắt ếch thắt thu rồi đó nha. Cũng như câu của tôi nói, được mới tơ quên mới chỉ nó cầm. Được mới tơ quên mới chỉ nó còn đói. Tới giờ này chưa có mồi ăn nữa. Tại lâu lâu ra thắt thủ mà chúng lại cái này nó đói ăn cho ngon rồi. Thành phố mà bây giờ đói không mất gì cơm rồi bạn. Còn mấy cậu cháu cô lượng trong vườn bách này cả nhà. Chặt quá chặt. Nằm dưới nước khó thấy quá. Chặt giả. Mấy con cháu bắt theo cái gì cũng đâu. Dạ. Đây mình không có cầm đó. Cầm theo cái mấy cái gì hành cái nè. Chủ hầm kia là mấy đầu cháu vô đây câu luôn, tại thấy cũng có hàng lươn nữa. Biết phải sống người ta. Còn màu bên đây có vẻ là ăn được hơn bên kia nữa nha. Lươn chút xíu à. Đó dây rút rồi đó, độn thấy không? Cứng dữ à. Ô, chào xanh tới đẳng luôn rồi. Trời ơi.
Ôi, nó miết vô nè. Rồi. Được bằng lưỡi câu thì bắt bằng tay. Nhớ cầm dây câu mạnh nha. Chạy mà được bao lớn. Ít cũng mạnh lắm nha. Được. Này là ngon rồi cậu ơi. Rồi cho màu mới luôn cậu ơi. Tạt cái hết màu. Nhiều đến lộn ghê vậy. Mấy cha con với mấy cậu cháu nghỉ câu lương rồi cả nhà. Giờ này cũng là gần 1 giờ rưỡi rồi, nên là mấy cha con mấy cậu cháu đi về. Hôm nay câu cũng được rồi.
bắt được con ếch bự với con mới luôn. Xíu về quay hình quả cho cả nhà xem. Mấy chị em về tới nhà này cả nhà, thì đổ luôn ra cho cả nhà xem. Được con ếch, chà bá luôn cả nhà. Có mấy con lươn bự lắm á cả nhà. Đây. Ngon ghê. Lươn ngon lắm cả nhà. Dạ thì hồi sáng á mấy cậu cháu với mấy cha con có đi bắt ếch đó cả nhà. Thì ếch thì mình bắt được có con à, còn chuyển qua câu lươn, câu được mớ mấy chị em cũng mang xong rồi nè. Hôm nay á lươn này thì mình sẽ nấu lẩu với măng chua. Mình có rau là có rau muống với bắp chuối với cà chua. Dạ xin mời ông bà cô chú và các anh chị cùng vô bếp nấu lẩu măng chua với mấy chị em mình luôn. Đấy, dạ mình sẽ thử lươn. Bữa nay mình về trễ nhưng mình làm món này cũng nhanh. Này có ếch mình nấu với măng chua cũng ngon cả nhà. Nhưng mà nay bắt ếch thắt lại lươn chúng thì mình làm món lươn nấu với măng chua luôn. Mình nấu lẩu ăn nóng nóng, ăn với bún hoặc với cơm. Chuẩn bị thêm rau muống với bắp chuối nữa. Đây là lươn nè cả nhà. Lươn ngon lắm luôn. Mấy cái này xả với tỏi với hành tím để hồi mình khử lươn. Đặc biệt hôm nay là có chuẩn bị thêm măng chua. Măng này mua sẵn cả nhà. Có vị chua nhẹ nhẹ, mình ăn nấu làm lẩu ngon lắm. Phía bên đây là có rau. Rau muống với bắp chuối bào với ít cà chua nữa. Dầu nóng rồi em cho hành, tỏi với xả vô thử. Rồi hành tỏi với xả cũng thơm rồi, em cho lươn với ếch vô thử. Cái gấp lươn ra dĩa bớt cả nhà, xíu nó ăn hết cái mình trụng vô thêm để trụng vậy cái nó bị giãn. Rồi dùng sẽ cho nước vô. Mình cho nước nhiều để hồi mình nhúng lẩu ra em, mình nhúng rau á. Đây, nước cốt me cả nhà, cho vô luôn. Rồi giờ em sẽ nêm luôn cho nó thấm, cho muối. Đường. Cho cà chua vô luôn.
hồi mình để nó sôi lên nữa mình nhúng rau vô ăn được đó cả nhà. Lương thì nó cũng sắp chín rồi đó. Chén bình chưa thấy ớt nha em. Trốn bắt đầu mình nhúng rau luôn. Lương cũng sắp chín rồi cả nhà. Măng chua rồi mình có thể mua về mình có thể ăn liền được. Được mình nấu vậy là ăn được rồi. Này là muốn ấy hay muốn thấy là muốn đọc của từ từ rồi. Muốn đọc nữa rồi cái này hết. Ngọt rồi vậy là có nước vô là ngon này. Có nước là ngon. Thì mấy chị em cũng nấu xong cái nồi lẩu lương măng chua cả nhà. Con xin mời cha với cậu dùng cơm, xin mời cả nhà luôn. Bữa nay quá trễ cả nhà ơi. Thức ăn cũng đã hoàn thành dọn lên bàn, đã xong. Mời cả nhà cơm với cha con anh em. Cơm với bún. Rồi mình dùng cơm đi cậu ơi. Mời cả nhà. Đâu ăn măng chua quá. Mời cả nhà. Ăn vừa bắt chuối chưa? Rồi mời cả nhà không nha. Dạ xin mời cả nhà. Lương là còn ở ngoài dĩa nữa. Mình hồi mình ăn hết cái phần này cả nhà. Để bắt đầu mình để vô thêm, chín từ từ ăn ngon. Ngày qua đi bắt cua thì bắt được nhiều ếch, còn bữa nay đi bắt ếch thì bắt được nhiều lương. Bơm nước nhiều quá. Sạc ớt. Bé mình thường thường đi săn bắt cả nhà, giới thiệu cho cả nhà là bắt con nào ăn con nấy là đúng rồi đó. Để mình nói đi bắt cua mà nhiều khi không có cua mà được ếch không mà vậy á. Mấy con lươn nhỏ vậy chứ ăn ngon. Chị thích ăn mấy con lươn nhỏ hơn. Mềm. Dạ. Béo mà. Không được con lươn bự anh. Mà lươn cũng trọng trọng không ạ? À? Có hai ba lươn nhỏ. Ngày qua ếch cũng khủng không ở nhà, ếch khủng đó mình nấu măng chua cũng ngon lắm. Con lươn bự đó là câu nó dột rồi bả lưới câu mà tay bóc luôn. Vậy hả cậu? Mặt dính lườn tự ra ngồi tự chết. Có không cậu?
câu mà bây giờ nó được rồi. Bảy cái câu mà ta các cô được cái bát cái gì đâu. Quá ngon nè, mình xuống ngon. Măng này mà nấu với mì ha, trụng măng vô ăn luôn đã. Bữa nay cũng về trễ cả nhà, giờ này là mấy cậu cháu ăn cơm sáng là 2:30 rồi, ăn lỡ bữa rồi, gần tới cơm chiều luôn rồi. Như này mà ăn no no chịu khó ăn cơm luôn, chịu khó ăn cơm luôn. Cậu Tư về giường đã qua ăn cơm chiều, hôm qua ăn cháo cũng có gì giường không có ăn cơm đâu. Tối hôm đó là cậu rất chín mà dạ nó bụng, tính chung lại nấu mà làm miếng ngủ luôn. Chưa muốn vô, chưa muốn nhiều lắm còn trong nhà nữa. Còn mấy miếng cà chua mình cho luôn em. Cái này cũng như mình ăn canh chua vậy cả nhà, mình để lên bếp á, nóng nóng ăn ngon không? Dễ ăn. Cho lương vô đi em ơi. Thôi. Để hồi hồi mình thấy ít cái nhượng cậu còn nhiều. Ừ, ăn cho hết đi em, cho hỏi gã. Còn dĩa lương rồi cái này. Để vô từ từ. Cái nít này dĩa cũng nhiều quá ha. Một gỗ. Mình còn măng chua đó em, ăn mình thêm mình để vô. Ừ, có trứng mà. Thì để cho cha với mấy cậu cháu tiếp tục dùng bữa, xin phép cái nhà khép video lại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video, hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.